Jun Jun, vợ nam tài tử chi Sup, gia cảnh đặc biệt, học vấn khủng, quá khứ lễ lần k -biz. Cách đây 3 năm, làng giải trí xứ Hàn nói riêng và toàn châu Á nói chung gần như chấn động trước thông tin tài tử So Ji Sub chính thức kết hôn. Theo đó, vợ của anh là nữ phát thanh viên xinh đẹp sinh năm 1994, Jun Jun. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, Jun Jun trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên khắp các trang mạng xã hội. Mọi người đều không khỏi thắc mắc cô gái này sở hữu điểm đặc biệt nào mà lại có thể chiếm trọn trái tim của chàng tài tử điển trai ấm áp này. Sau khi tìm hiểu ai nấy cũng đều phải gật gù vì cô nàng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp quyến rũ mà còn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc john jun nữ phát thanh viên với thành tích học tập đáng nể theo đó john jun từng theo học tại trường trung học nghệ thuật Sun, nơi nhiều idol ca sĩ đình đám xứ Hàn từng theo học với niềm đam mê dành cho bộ môn múa từ khi còn bé john jun đã đăng ký thi vào khoa múa trường đại học nữ sinh Ewha danh giá của hàn quốc sau khi ra trường john jun trở thành phát thanh viên của ongamnet chính thức gia nhập làng game với tư cách host của chương trình game thủ thuộc liên minh huyền thoại thời điểm đó john jun là một trong những cái tên đình đám của làng game liên minh huyền thoại thậm chí còn được biết đến với biệt danh nữ thần của mọi nữ thần huyền thoại vào năm 2016, Jun Jun rời On Game và gia nhập đài SBS với tư cách MC phóng viên. Trong số các chương trình Jun Jun thực hiện, Access Showbiz Tonight chính là cơ duyên đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên của Jun Jun và Sochi Sub. Từ đó cả hai dần nảy sinh tình cảm, bắt đầu hẹn hò và nên duyên vợ chồng. Jun Jun, vợ của So Sub, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, không thua kém gì các idol. Vốn theo học tại khoa múa, nên Jun Jun sở hữu hình thể đẹp hoàn hảo, khiến các idol nữ cũng phải kiên dè. Mỗi khi diện đầm ôm sát, Jun Jun sẽ lại khiến mọi người phải xích xoa với tỷ lệ cơ thể chuẩn từng cm của mình. Đặc biệt, và xã So Ji Sub, lọc tóc, tứ đại mỹ nhân của làng Liên minh hoàng hoại Hàn Quốc, nhan sắc ngọt ngào cùng ngoại hình nóng bỏng. Trong cuộc sống đời thường, Jun Jun khá giản dị với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thời trang gần gũi. Trong công việc, cô nàng lại thường xuyên thay đổi nhiều phong cách khác nhau để phù hợp với từng chương trình mà mình dẫn. Qua đó có thể thấy được sự linh hoạt cùng gu thời trang độc đáo mới mẻ không bao giờ nhàm chán của Jun Jun. Tình yêu tốn nhiều giấy mực của ông chủ quốc dân. Ngày 7 tháng 4 năm 2020, công chúng bất ngờ khi công ty quản lý 51K của Sohee thông báo năm diễn viên đã đăng ký kết hôn với phát thanh viên kém 17 tuổi John Jun. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. Tuy nhiên cũng có không ít người cho rằng John Jun đã mang thai nên cặp đôi mới phải kết hôn giữa lúc dịch bệnh, bỏ qua bước đến hôn. Sau đó Sohee Sub đã ra chính thức lên tiếng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Anh cũng khẳng định quyết định kết hôn đã được suy nghĩ trong thời gian dài chứ không phải suy nghĩ bộc phát. Thông báo của Sohee cũng giúp vợ anh tránh khỏi những thông tin không hay. So Ji Sub và Jun Jun bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 5 năm 2019. Trang chuyên sang tin Dispatch đã chụp được hình ảnh cặp đôi mua cà phê dạo phố một cách bình yên. Hình ảnh đẹp của hai nghệ sĩ khiến công chúng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng chúc mừng vì So Ji Sub đã độc thân nhiều năm. Thực chất cặp đôi quen biết từ tháng 4 năm 2018 khi Jun Jun là người thực hiện cuộc phỏng vấn hai diễn viên chính phim Be With You, Son Ye Jin và So Ji Sub cho đài SBS. Thời điểm đó, Soji Sub tiết lộ từng cảm nắng với Son Ye Jin và họ rất ăn ý trong phim mới, nơi người hâm mộ ra sức ghép đôi cả hai. Tuy nhiên, Soji Sub lại phải lòng nữ phát thanh viên kém anh tới 17 tuổi, Jong Jong. Sau khi bị lộ ảnh hẹn hò, Soji Sub không phủ nhận tình cảm, anh cho biết đang trong một mối quan hệ nghiêm túc. Hướng đến hôn nhân khi ở bên cạnh John Jong cặp đôi hẹn hò kín đáo chưa từng bị bắt gặp ở bên cạnh nhau. Sau khi công khai, Soji Sub được cho là hết sức bảo vệ bạn gái vì cô không phải người nổi tiếng. Nam diễn viên cũng chia sẻ, John Jong là một người đặc biệt, cô luôn giúp anh trở nên bình tĩnh hơn, luôn ủng hộ công việc của Sochi Sub, cô cũng, cũng hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Sochi Sub khi cao hơn 1m68 và có mái tóc đen dài. Nam diễn viên sinh năm 1977 là người rất nghiêm túc trong tình cảm. Anh từng chia sẻ, hôn nhân với tôi là điều thiêng liêng, vì vậy tôi không thể hẹn hò bừa bãi được. Nếu quen ai tôi sẽ yêu ít nhất một năm, cùng họ trải qua bốn mùa thì mới tiến tới kết hôn. Và đúng như lời so Su Sub chia sẻ, anh hẹn hò một năm rồi mới đi đến hôn nhân. Ngày 29 tháng 11 năm 2022, tờ Inside đưa tin so Ji Sub và vợ là Jong Jung lần đầu xuất hiện cùng nhau kể từ khi kết hôn năm 2020. Hai vợ chồng so Su Sub mặc giản dị để mặc một nhưng vẫn thu hút sự chú ý của fan và bị nhận ra. Được biết vợ chồng so Su giúp tôi xem trình năm tranh diễn ra vào ngày 27 tháng 11